Một cô gái trẻ với rất nhiều mơ mộng đã từ giã vòng tay im ắng của gia đình, từ bỏ những lựa chọn ổn định để bước vào cuồng quay khắc nghiệt của thị trường ca nhạc, chấp nhận tìm cơ hội từ đầu, và cô đã tìm được hơn thế. Nụ hoa thắm những giọt sương ban mai, nhìn làn mây trắng đang nhẹ trôi trên trời, thanh thang phố hoa nắng vừa lên cuối rồi, anh đi với em dậy trời hoa anh hỡi. Một câu chuyện đầy thú vị về lòng say nghề và một mối tình nghệ sĩ. Bạn bè em đi hát cũng bảo, trời ơi, ông xã mày phối bài hay mà, về bảo ông xã mày phối cho, hit là chắc luôn. Đó, lúc nào gặp em cũng nói câu ấy. Đón xem Đời Nghệ Sĩ phát sóng vào lúc 19h15 Chủ nhật, ngày 29 tháng 8 năm 2021 trên VTV9.